Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đã có rất nhiều cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước đăng ký và ủng hộ thông qua Ban vận động cứu trợ Trung ương. Thống kê đến 17 giờ ngày 12 tháng 9, số tiền các tổ chức, cá nhân đã chuyển về tài khoản của Ban vận động cứu trợ Trung ương là 527,8 tỷ đồng. Nhiều cơ quan đơn vị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận đã đồng loạt phát động kêu gọi lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, kêu gọi các tầng lớp nhân dân đoàn viên, hội viên thiết thực tham gia ủng hộ. Đến nay, các cơ quan đơn vị địa phương đã vận động lượng kinh phí hàng trăm tỷ đồng. Ban vận động cứu trợ Trung ương đang tiếp tục cập nhật và sẽ thông báo cụ thể danh sách các tổ chức, cá nhân ủng hộ trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tối 12 tháng 9, trang fanpage của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã công khai 12.028 trang thông tin sao kê danh sách các tổ chức cá nhân ủng hộ đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng bởi lũ lụt từ những giao dịch vài nghìn đồng đến hàng trăm triệu đồng. Danh sách được thống kê chi tiết về ngày chuyển tiền, số tiền chuyển cũng như nội dung giao dịch của người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Nhiều người dùng mạng xã hội đã dành thời gian để kiểm tra các thông tin trong danh sách sao kê từ những giao dịch vài nghìn đồng đến hàng trăm triệu đồng. Trong hơn 12.000 trang sao kê, dân mạng chú ý có một tài khoản chuyển ủng hộ cho mặt trận tổ quốc Việt Nam số tiền 10.000 đồng. Nội dung giao dịch là tập thể anh em giảm xiếc trung ương ủng hộ. Ngay sau đó, mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng với ý kiến trái chiều về việc này. Nhiều người tỏ ra bất ngờ, lên tiếng chỉ trích, mỉa mai trước việc giảm xiếc trung ương nhưng chỉ ủng hộ 10.000 đồng cho đồng bào vùng lũ. Tuy nhiên, số khác cho rằng đây chưa hẳn là thông tin chính xác bởi nội dung chuyển khoản có thể do cá nhân tự ý viết vào. Liên quan sự việc trên, nghệ sĩ nhân dân Tống Toản Thắng, giám đốc Liên đoàn Siếc Việt Nam cho biết hiện đang đi công tác nước ngoài nhưng đã nắm thông tin liên quan đến sao kê 10.000 đồng bị cho là của Liên đoàn Siếc đang lan truyền trên mạng xã hội. Ông Tống Toản Thắng bức xúc. Hiện nay, toàn bộ cơ quan đang tập trung ủng hộ một ngày lương theo Công đoàn Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Chúng tôi không chuyển qua tài khoản cá nhân nào. Tôi cũng đang làm công văn gửi mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị cho thông tin của tài khoản đã gửi ủng hộ vì đây là cố tình bôi nhọ danh dự của Liên đoàn. Trong khi đó, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, tránh văn phòng kiêm người phát ngôn của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, cũng cho biết đã liên lạc với Liên đoàn Siếc Việt Nam. Thông tin cho thấy, Liên đoàn không tự ý gửi tiền mà chuyển tiền về cho công đoàn bộ. Ông Việt cho biết bộ sẽ có công văn trong ngày hôm nay gửi tới các đơn vị liên quan. Theo ông Việt, cả nước đang ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng lũ lụt, không thể để ảnh hưởng tinh thần đó được. Không chỉ Liên đoàn Siếc Việt Nam, nhiều đơn vị và một số nghệ sĩ cũng gặp trường hợp tương tự khi bị các cá nhân chuyển tiền ủng hộ cho mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhưng để nội dung chuyển khoản khiến người xem giờ khóc giờ cười. Bên cạnh đó, dân mạng cũng kiểm tra sau kê những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, lợi dụng việc ủng hộ cho đồng bào vùng lũ để đánh bóng tên tuổi. Nhiều trường hợp đăng hình khoe ủng hộ hàng chục, hàng trăm triệu đồng cho đồng bào bị thiệt hại do bão Yagi, nhưng thực chất chỉ sống ảo khi chỉnh sửa ảnh thêm vài con số không và con số thực tế trên sao kê lại khác. Điều này đang khiến dân mạng bức xúc, bày tỏ thất vọng với hành động cũng như suy nghĩ của các cá nhân này khi cố tình lợi dụng từ thiện và hoàn cảnh khó khăn của người khác để đánh bóng tên tuổi trên mạng xã hội. Trước những mất mát miền Bắc phải gánh chịu từ sự tàn phá khốc liệt của thiên nhiên, hàng triệu trái tim người dân Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước đang đồng lòng hướng về đồng bào vùng lũ. Mỗi hành động chung tay, mỗi sự góp sức đều mang theo tình cảm, tình đồng bào sẻ chia trong khó khăn hoạn nạn. Với kinh nghiệm hàng năm phải chống chọi với bão tố và lũ lụt, người dân miền Trung hiểu sâu sắc nỗi đau mà thiên tai gây ra. Khi miền Bắc phải vật lộn với mưa lớn, lũ quét và sạt lở, tinh thần lá lành đùm lá rách của người dân miền Trung lại hướng về miền Bắc thân yêu với tất cả sự quan tâm và chia sẻ. Theo Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, bà Võ Thị Minh Sinh, từ sáng ngày 11 tháng 9, bà con Nghệ An sẽ gói khoảng 10.000 chiếc bánh trưng và gửi đến đồng bào vùng lũ với tất cả tấm lòng các nhu yếu phẩm khác cũng sẽ được vận chuyển đến đúng đối tượng và địa điểm. Tính đến tối ngày 10 tháng 9, Ban cứu trợ tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận 144 triệu đồng hỗ trợ cho nhân dân vùng lũ. Trước đó, vào ngày 9 tháng 9, Ban thường vụ tỉnh đoàn Nghệ An đã thành lập đội thanh niên tình nguyện với 100 tình nguyện viên để khắc phục hậu quả cơn bão Jagi tại Hải Phòng. Tại tỉnh Quảng Bình, tình đoàn kết và lòng nhân ái đã được thể hiện rõ rệt qua sự hỗ trợ quý báu của cộng đồng. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã chuyển tổng số tiền 2,5 tỷ đồng tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ các tỉnh phía Bắc đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ bão lũ. Ngoài số tiền này, các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tại tỉnh Quảng Bình đã đóng góp thêm gần 2,5 tỷ đồng, nâng tổng số tiền ủng hộ lên gần 5 tỷ đồng. Sáng ngày 11 tháng 9, những chiếc thuyền nan của ngư dân xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đã có mặt tại sân vận động Mỹ Đình, sẵn sàng chuyển các vật phẩm cứu trợ tới các tỉnh Phú Thọ, Yên Bái và Lào Cai để tham gia vào công tác cứu nạn và cứu hộ. Từ các thôn miền núi cao của xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, khi nghe tin miền Bắc đang chịu đựng hậu quả nặng nề của mưa bão, các chị em phụ nữ đã chung tay góp sức. Chị Phan Thị Thìn chia sẻ rằng, ngay từ chiều tối, hàng loạt chị em đã tụ tập bóc lạc để làm món lạc xào xả ớt, phân loại gạo và đóng gói thành từng bao. Không chỉ trong xã trở nên nhộn nhịp, mọi người đều tự giác cùng nhau làm việc. Trên khắp tỉnh, nhiều căn bếp nhỏ đã trở thành trung tâm của các hoạt động cứu trợ. Bà con phường Phú Hải thành phố Đồng Hới đã chuẩn bị hơn 500 hộp thịt xả ruốc, trong khi các cơ sở khác như làng trải Minh Xích đóng góp 500 hộp cá cơm zim và nhiều loại thuốc men cần thiết. Các món ăn và nhu yếu phẩm này được gửi đến những người dân vùng lũ, mang theo sự quan tâm chân thành và hy vọng giúp họ vượt qua khó khăn. Tại các tỉnh Yên Bái và Lào Cai, nhiều khu vực hoàn toàn bị cô lập, người dân phải đối mặt với tình trạng thiếu thốn lương thực, thực phẩm và nước sạch. Dù mưa lũ vẫn tiếp tục chút xuống, điều kiện đi lại khó khăn, nhưng những bữa cơm, những món ăn đầy tình nghĩa từ khắp mọi nơi vẫn được gửi đến các vùng lũ, mang theo không chỉ là nguồn dinh dưỡng thiết yếu mà còn là sự động viên chân thành, là niềm hy vọng và tiếp sức để cùng nhau vượt qua dòng bão. Tại Lào Cai, hàng chục nghìn suất xôi, cơm từ các cơ sở kinh doanh và người dân đã được gửi đến cho những người bị ảnh hưởng bởi lũ và các lực lượng cứu nạn. Chị Nguyễn Thị Sang, chủ một nhà hàng đã huy động hàng tạ lương thực, thực phẩm cùng toàn bộ nhân lực từ gia đình và hàng xóm tại tổ 15 phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai để nấu gần 1.500 suất ăn. Những suất cơm được đóng hộp cẩn thận và nhanh chóng được vận chuyển đến từng ngõ nhỏ, từng tuyến đường, mang theo sự sẻ chia ngọt bùi. Những hành động đẹp này không chỉ làm ấm lòng người nhận mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết và nghĩa đồng bào trong cơn bão lũ, tiếp thêm sức mạnh để mọi người cùng vượt qua thử thách. Những món quà cứu trợ ấy không chỉ đơn thuần là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là lời động viên sâu sắc, khích lệ tinh thần để người dân vùng lũ tiếp tục vững vàng đứng lên, vượt qua gian khó. Sự sẻ chia ấy, dù là nhỏ bé, nhưng đã làm nên sức mạnh lớn lao, giúp cả một cộng đồng vượt qua khó khăn trong những ngày mưa bão khắc nghiệt. Hành trình phục hồi sau mưa lũ vẫn còn dài, nhưng với tinh thần đoàn kết và sự hỗ trợ từ cả nước, cùng với những nỗ lực không ngừng của người dân miền Bắc, chắc chắn rằng những khó khăn hiện tại sẽ sớm qua đi. Và rồi, khi bão tan đi, những vùng đất đã từng bị cuốn trôi bởi lũ sẽ lại xanh tươi những ngôi nhà mới sẽ lại được dựng lên từ đống đổ nát, cuộc sống sẽ trở lại và tươi đẹp hơn trước. Thưa quý vị và các bạn, trước những hậu quả nặng nề mà cơn bão số 3 Yagi gây ra cho nước ta, Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thăm hỏi đồng bào, chiến sĩ bị ảnh hưởng của cơn bão số 3, kêu gọi phát huy mạnh mẽ tình dân tộc, nghĩa đồng bào. Báo sức khỏe và đời sống xin gửi đến quý vị khán giả toàn văn thư thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Thưa đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, những ngày qua, cơn bão số 3 Yagi đã gây thiệt hại rất nặng nề cho các quốc gia mà bão đi qua, trong đó có các tỉnh phía Bắc nước ta. Trước diễn biến phức tạp của cơn bão, Đảng, nhà nước, cấp ủy chính quyền các cấp đã quyết liệt chỉ đạo các cơ quan chức năng, lực lượng vũ trang cùng với nhân dân cả nước theo sát tình hình chuẩn bị kỹ lưỡng, chủ động triển khai các giải pháp ứng phó với cơn bão, thông tin kịp thời tới người dân. trong cơn bão dữ, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, tình yêu thương đồng bào, bản lĩnh sức mạnh của lực lượng vũ trang, tinh thần quả cảm của nhân dân đã góp phần giảm thiểu thiệt hại của cơn bão. song vẫn để lại hậu quả nặng nề và nguy cơ mưa lũ, sạt lở, sụt lún sau bão đang hiện hữu thay mặt đảng, nhà nước, tôi xin gửi lời cảm thông và chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân, đặc biệt với những người có thân nhân mất trong bão lũ. Tôi ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương những nỗ lực cố gắng của cấp ủy chính quyền các cấp, lực lượng vũ trang và nhân dân cả nước, nhất là những nghĩa cử cao đẹp thể hiện sâu sắc tình dân tộc, nghĩa đồng bào. Sức mạnh to lớn đưa nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, khẩn trương ổn định đời sống của người dân bị ảnh hưởng của cơn bão, tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động bình thường của đời sống xã hội, thực hiện nhanh nhất, hiệu quả nhất chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và người dân đã anh dũng hy sinh, bị thương khi tham gia cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ người dân trong bão lũ. Tôi đề nghị cấp ủy chính quyền các cấp tập trung cao độ triển khai các kế hoạch, phương án khắc phục hậu quả bão số 3 với năm mục tiêu như thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo. Trước mắt ưu tiên cứu người đảm bảo để không người dân nào bị đói ăn thiếu mặc không có chỗ ở tiếp cận vùng bị cô lập di rời người dân khỏi khu vực nguy hiểm bảo đảm người bệnh có thuốc và được điều trị trẻ em sớm được tới trường tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự xử lý nghiêm các hành vi gây mất an ninh trật tự các hành vi trục lợi liên quan đến hỗ trợ đền bù thiệt hại huy động sự chung tay của toàn xã hội hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ tôi kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, đồng bào ta ở trong và ngoài nước, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và khả năng, điều kiện, tiếp tục phát huy mạnh mẽ tình dân tộc, nghĩa đồng bào, hỗ trợ cao nhất, nhanh nhất, kịp thời nhất, đến tận tay các gia đình bị thiệt hại về người, tài sản do thiên tai gây ra. Tôi mong muốn và tin tưởng sâu sắc rằng, toàn dân, toàn quân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sẽ phát huy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, nhất định sẽ sớm khắc phục hậu quả sau bão nhanh chóng ổn định cuộc sống của nhân dân đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền các cấp từ trung ương đến cơ sở khẩn trương tổ chức giả soát rút kinh nghiệm đề xuất các nhiệm vụ giải pháp hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra trong thời gian tới